quật. Tóc quân có mà đi không? Vớ vẩn, đáo tiếc cái gì? Đây không có cam quýt biết giờ thì cả, nhầm máy rồi nhá. Thế nào láo thế nhỉ? Láo dạ quá. Dạ bẩm hay là Ngọc Hoàng nhầm máy ạ? À? Nhầm là nhầm thế nào? Số máy của táo quân ta đã ghi vào trong danh bạ rồi. Nhầm là nhầm thế nào? Dạ. Dạ. Nhà người gọi. Dạ vâng. Dạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng là máy của con vừa mới hết tiền chưa nạp ạ. Tiền còn máy kia. Máy kia. Máy này còn có 2.000 thôi, chỉ dùng để nhắn tin thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ để con thử. Ôi the drivers you have called is not available at the moment. Please try again later. Mày chửi ai đấy? Hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, con tạm dịch ạ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh thuê bao khác cũng tắt máy. Ủa? Xin quý khách vui lòng gọi lại sau và đừng làm phiền. Tội lỗi. Lạ gì? Tại sao nhà ngươi gọi thì nó tỏ tí te, thế còn ta gọi thì nó lại nhảy sang số máy khác? Thế là thế nào? Hay là máy của ta trục trặc? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thế máy của Ngọc Hoàng là hàng xách tay, hàng công ty ạ. Hàng xịn là nói, có dán tem bảo hành. Ôi trời ơi. Dạ, tức là hàng công ty ạ. Ừ. Ngọc Hoàng ơi, cái máy này á, bây giờ á, chỉ dùng về, mang về quê cho trẻ con nó chơi đồ hàng thôi. Này, ta mới mua được mấy tháng này đi. Ôi giời ơi. Cái gì thế? Ôi giời ơi. Làm sao? Bẩm Ngọc Hoàng, ngài quan liêu lắm ạ. Dạ quan liêu quá. Dạ ngài lười đọc báo quá. Ít xem tivi quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới bây giờ đang có một vụ án rất nghiêm trọng. Có một công ty tự xưng là bố của bố các công ty khác. Dạ vâng ạ. Chuyên nhập máy điện thoại. Rồi nhưng mà thực ra là họ nhập toàn đồ lởm. Về dán tem vào bán. Dán tem vào ạ. Vâng. Thế sao? Sao là sao thế nào ạ? Dạ bẩm, đấy là họ buôn lậu ạ. Dạ, thế là họ trốn thuế chứ còn sao nữa ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng để thần ném quách nó đi ạ. Ấy, Ngọc Hoàng cứ để... Này, ngươi đừng có bảo dừng mơ và bắt cái con tưởng bở. Máy của ta mua 6 vé đấy. Ngọc Hoàng ơi, 6 vé chứ đến 60 vé thì cũng ném quách nó đi ạ. Này, khổ quá còn cái sim của ta. Ngọc Hoàng cứ bình tĩnh, lát nữa táo quân đến đây, thần sẽ... phím cho táo quân để táo quân biếu Ngọc Hoàng quả khác ngon hơn ạ. T100 nhá. Dạ vâng. T100 là cái loại bây giờ quảng cáo rầm rộ đấy ạ. Một chàng trai, một cô gái, phun xanh xanh đỏ đỏ, dạ bẩm Ngọc Hoàng, gian phu dâm phụ. Úi giời ơi, trai tài gái sắc của người ta lại. Này. Thế có cả biếu à? Dạ vâng. Nếu cần thiết kèm theo cả pin sơ cua. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng thượng đế là cái tệ nạn điếu xén ở dưới hạ giới bây giờ là tràn lan. Ngọc Hoàng cũng nên làm tí đi ạ. Thôi, cái việc này hai khanh lo nhá. Cái việc này hai khanh lo cho ta. Chứ cái vấn đề mà quả cáp điếu xén đang ngại lắm. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà Ngọc Hoàng cứ ngại thì để cho thần dùng luôn ạ. Cái người dùng thì ta dùng bằng cái gì? Thế thì thôi, đừng ngại nữa. Thì thôi. Dừng lại đi, ta bảo dừng lại. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dạ may quá dừng được rồi ạ. Ôi trời ơi. Ôi giời. Ngọc Hoàng cá chân quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Ngọc Hoàng vạn tuế. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, con cá này võng vỉa như bọn tổ lái. Để thần mang vào nấu giấm ạ. Ơi này. Mang vào nấu giấm tí tôi về bằng cái gì? Hả? Chỉ được cái vớ vẩn nữa. Mà này, làm sao hôm nay mắt mũi làm sao trông lại cứ như là xã hội đen ấy thế hả? Sao thế? Đường xá bụi bặm quá phải che vào chứ gì.
Thế che mỗi một bên à? Ờ. Thế bên kia bụi thì sao? Bên này bụi thì mở mắt này ra. Thôi, mắt mũi bẩm trông như quan. Dạ, trông cứ như là cướp biển nhé. Dạ, vâng, trông như cướp biển nhé. Dạ. Dạ, thần đã có mặt ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần đi lên đây bằng một con cá da trơn nhé. Cá gì? Cá da trơn. Da trơn là cá gì? Dạ, cá da trơn nó là cá ba sa. Cá ba sa. Ôi trời ơi, đang mô đen lắm, xuất khẩu hàng loạt đấy ạ. Vâng, mà vừa rẻ, vừa ngon, vừa tốt ạ. Dạ. Thế là cá chép đi đi ôm dưa nhắm rượu hết rồi gì? Đừng có mà vớ vẩn. Này, cá hỏi. Dạ. Cá ba sa đi nhanh hay cá chép đi nhanh? Ừ, tất nhiên thì cá ba sa đi nhanh, 150 phân khối phải đi nhanh hơn 70 phân khối. Cá ba sa đi nhanh mà bây giờ ngươi mới đến. Ngày xưa ngươi đi cá chép không muộn đâu. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tắc đường. Cái gì? Tắc đường? Tắc đường. Tắc đường là tắc đường thế nào? Tắc thế nào? Đường từ hạ giới lên, ta đã đào lên lấp phúng liên tục. Vâng. Năm ngoái ta lại trùng tu. Đúng rồi. Ta thả một loạt những con lươn ở khắp các bẩm cửa. Ngọc Hoàng còn xây cả cầu vượt rồi. Hai cái cầu vượt liền. Trông là đẹp như thế, tắc là tắc thế nào? Nhưng mà vẫn tắc ạ. Ngày thường còn tắc, huống chi là ngày lễ, ngày Tết như thế này ạ. Mà thần lên đây á, thần nhìn thấy các quan lên triều đình họp. Úi giời ơi, đua nhau chạy tít lắm. Chạy ngang, chạy dọc, tắc đường hết cả. Chết các người. Ý thức kém quá. Quá dạ. Kém. Dạ bẩm, đã thế lại còn dùng một loạt mây tàu nữa. Ôi giời ơi. Có cả mây tàu. Dạ vâng. Trên thì có mây tàu. Vâng. Chả thế mà dưới hạ giới thì có toàn xe máy tàu. Đúng. Dạ. Ừ, giời ơi. Dạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ đúng như là Táo Quân vừa trình bày đấy ạ. Tệ nạn ách tắc giao thông ở dưới hạ giới bây giờ cứ gọi là khủng khiếp ạ. Dạ, khủng khiếp. Thần tính có lẽ bây giờ là phải phân chia giờ đi lại cho nó hợp lý. Thần nói ví dụ mây lẻ thì đi vào giờ lẻ, mây chẵn đi vào giờ chẵn. Rồi các quan lên báo cáo hàng năm là một con cá là phải đi đủ 4 quan. Như thế ở dưới nó gọi là kẹp 4 ạ, cho dạ, nó đỡ tốn diện tích ạ. Này, đầu ơi, ra bảo này. Đầu ơi. Đầu ra bảo hả? Gì kia? Ra bảo gì đấy? Mày có bị thần kinh không? Này, mày ngồi dỗi mày cứ kít đẻo cho Ngọc Hoàng như thế à? Làm sao? Hả? Tao tiện mồm tao cứ nói thế, đúng thì đúng thì đúng thì thôi. Không có mày bảo tao ngồi một chỗ tao không làm ăn gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, như thế là không ổn đâu ạ. Dạ không ổn đâu ạ. Bây giờ đi zin 4, zin 5 rồi lại phân chia mây lẻ đi vào ngày lẻ, mây chẵn đi vào ngày chẵn, thì lại phải phân công một số người để đứng đếm biển á. Dạ, đếm mây à. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, theo ý ngu thần thì có lẽ chúng ta cứ sang bên thiên đình bên cạnh nhập một số mây to về. Đúng. Rồi thì cho các quan đi họp, hay là thậm chí đi shopping. Đúng. Cũng lên chung một cái mây đó. Rồi thì giữ cuống vé lên xuống đúng điểm dừng, ta gọi là mây buýt ạ. Mây gì? Mây buýt ạ. Mây buýt. Dạ. Dạ. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Liên lễ. Thế các ngươi là. Dạ. Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần là Táo Văn Nghệ. Thần là Táo xã hội. Thế bị bệnh xã hội à? Đầu ơi. Thôi, này. Dạ. Cái hai người sinh đôi hay sao mà giống nhau đến thế? Dạ, Muôn Tông Ngọc Hoàng, nó là bản sao của thần ạ. Dạ không ạ, Muôn Tông Ngọc Hoàng, thần mới là bản gốc ạ. Con này mới là bản sao của thần ạ. Thế mày không nhớ là mày lấy tế bào từ ngón tay cái của tao à? Thế còn mày thì sao? Chính mày mới là người lấy tế bào từ ngón chân út của tao thì sao? Mẹ cái con đấy, mày láo nhận, tao lại xong phí rồi. Thôi rồi này. Mày mồm. Kìa, thôi rồi kìa. Dạ, thôi thì thôi. Thế là thế nào? Thế này là thế này, chứ còn thế này là thế nào? Láo quá rồi thôi. Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Hai táo đây là lấy một tế bào ở
cơ thể của thần để sinh ra hai tế bào cái này đấy ạ. Dạ, giờ lấy tế bào của thần cho vào một cái bình, dạ ngoáy lên, dạ ấp như ấp trứng vịt lộn đấy ạ. Rồi nở ra hai táo nữ này đấy ạ. Dạ đấy là sinh sản vô tính nhá. Sinh sản vô tính. Dạ. Ta đang nghe cái vấn đề sinh sản vô tính ở cái con cừu Dolly. Đến bây giờ con người lại sinh sản vô tính. Đúng. Thế là ai cũng nhân bản. Thế thì con người sẽ đông đúc, chen chúc, rất là chật chội. Thế bây giờ ta biết chui vào đâu? Thế là thế nào? Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng cứ yên tâm. Rồi đây trái đất này cũng sẽ được nhân bản. Cái gì? Trái đất cũng được nhân bản. Dạ. Vâng ạ. Trái đất cũng được nhân bản. Thế là cũng lại có một cái thiên đình để cai quản trái đất. Dạ vâng. Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Cũng có thế có nghĩa là cũng có một Ngọc Hoàng. Dạ vâng ạ. Ấp trứng vịt lộn như hai táo này. Dạ đúng ạ. Dạ. Ngọc Hoàng. Thế gọi là Ngọc Hoàng Dolly. Dạ vâng ạ.